Hello cho các bạn đến với kênh Sông Cao Vlog của các bạn. Hôm nay anh em mình đi về Hậu Giang săn. Kìa kìa, lại cua xanh, cua xanh. Kìa đâu cái chuyện? Kìa cái chuyện, cái này là chuyện. Con chim gì bự chẳng cái chuyện, đó cua kìa. Không ăn cua. Cảo hả? Nay anh em mình đi săn ở Hậu Giang anh em. Đó nó mới hạ được con cua xanh nè các bạn. Kìa. Nắng em, đang nắng kìa chị ơi. Cây nắng chị. Nó kêu gì? Mình nên đây mình nên đi lại đó kìa nó qua kìa. Giận đây thấy mình bắn thì người ta ra ta dòm. Cái này mà thấy hai cua xanh. Được hai cua xanh nè. Bây giờ đi kiếm nhóc rồi đi. Bắt gì? Được con cua xanh các bạn ơi. Em được chưa John? Được. Đẻ đó, nằm kế cái vườn khô đó. Đẻ hút đi. Đẻ cây hút đi. Đẻ cây cua ta đó. Hú đậu trên đây nè. Em đang nằm dưới dương này, ảnh cái bụp. Rồi đi luôn. Con còn đủ. Ê, cuộc sống nha em, cuộc sống kìa. Ê. Không có bay đường ở đâu, lại cắn rồi. Không có lôi nó chết lâu vô được em. Thì đậu nghe. Kẹt cái nấm kia à. Cái nấm kia là ngọt ha. Được hai cua xanh anh em. Đè xuống nè.